Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Nên Xem TV. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng âm nhạc là tiếng vọng của cảm xúc, và tiếng vọng ấy đã hòa quyện vào giọng ca ngọt lìm của nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường từ rất lâu rồi, chàng trai mà giới mộ điệu mến tặng cho cái tên sứ giả của cảm xúc. Nếu đã từng theo dõi chàng trai trẻ này, thì hẳn là ai cũng biết. Trước đây trong những năm 2017, 2018, Hồ Văn Cường còn là một cậu bé ở độ tuổi trăng tròn. Lúc bấy giờ khi nhắc đến hai chữ dân ca của Nam Bộ, thì cái tên Hồ Văn Cường được khán giả, người yêu nhạc đánh giá là một hiện tượng lạ trong làn điệu dân ca quê hương chữ tình. Và sau những biến cố trông tranh không đáng có mà chàng trai trẻ Hồ Văn Cường vấp ngã, nam ca sĩ trở lại sân khấu dưới sự nâng đỡ của doanh nhân Nguyễn Đức Thủy, tức Bầu Thủy và danh ca Ngọc Sơn họ là hai con người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, và sau đó là gia đình FC của nam ca sĩ tất cả hiểu và thương. Sau hai năm tạm dừng chân trong bao nhiêu cái bộn bề tối ôm, cứ ngỡ rằng giọng ca của chàng trai gốc Tiền Giang đã thật sự bị ngủ quên. Nhưng không, những tháng cuối năm 2022 Hồ Văn Cường ra Ninh Bình, nam ca sĩ mang đến cho khán giả nơi đây, một giọng ca vẫn ngọt lịm như ngày nào bởi nó giản dị và chân chất cái hồn quê của một người con Nam Bộ lần trở lại đó, đã đánh dấu cho sự trở mình, và một lần nữa cái tên Hồ Văn Cường đã khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực âm nhạc như hiện nay, khi nam ca sĩ không ngừng xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ từ Bắc Chí Nam, và thử sức mình qua nhiều thể loại âm nhạc mới, được số đông khán giả trong và ngoài nước hết lòng yêu thương và ủng hộ. Như mới đây ca khúc, Xin em đừng khóc vu quy, được nhiều khán giả yêu thích và nhắc tên, với giai điệu bolero nhẹ nhàng gần gũi qua tiếng hát lạ lẫm rất riêng, nhưng không kém phần độc đáo của Hồ Văn Cường, nam ca sĩ đã đưa khán giả của mình tìm lại những kỷ niệm, những hình ảnh xưa cũ qua một tác phẩm nổi tiếng để đời của nhạc sĩ Minh Phương. Được biết, đây là lần đầu tiên Hồ Văn Cường hát ca khúc này cho khán giả của mình nghe tại sân khấu của Mây Lang Thang Son 8 Lightstick Hà Nội. Theo ghi nhận từ phía của khán giả qua lời bình họ nói rằng, thú thật đây là ca khúc mình được nghe lần đầu tiên thật vui vì lần đầu ấy được nghe do chính ca sĩ hồ văn cường hát cảm giác trọn vẹn cảm xúc trọn vẹn xót xa có thương tâm có phân ly đặc biệt hơn khi nghe qua giọng hát của hồ văn cường mình luôn cảm nhận được những cảm xúc nguyên sơ nhất mộc mạc nhất và đơn thuần nhất vì sao lại mộc mạc và đơn thuần khi cường thể hiện các bản nhạc rất ư là buồn nhưng lại không bi lụy vì trái tim của cường vẫn còn trẻ chưa trải qua những cảm xúc chia ly tan vỡ trong tình trường, cho nên nam ca sĩ trẻ cứ phiêu theo bài hát bằng cảm nhận của riêng mình. Với mình vẫn lại theo phương thức cũ, mình tìm xem ca sĩ nào đã hát bài này, sau khi nghe lại ca sĩ Hoài Lâm hát Xin em đừng khóc vu quy cũng trên sân khấu mây lang thang, Hoài Lâm hát cũng rất hay, Lâm xử lý bài hát cực tốt khi phiêu theo bài hát và cũng rất cảm xúc. Nhưng cảm xúc của Lâm lại mang đến cho mình là sự bình thản khi câu chuyện tình đã qua đi chấp nhận với hiện thực cuộc sống man mác trong dòng cảm xúc của lâm mình lại liên tưởng đến những việc lâm đã từng trải qua trong cuộc sống và tình cảm cá nhân chính vì vậy cảm xúc ấy của lâm khi hát nó già dặn hơn từng trải hơn và mang một màu sắc rất riêng của lâm còn với cảm nhận của mình khi nghe cường hát rất đặc biệt với chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân vườn trường cảm xúc đối với tình yêu chắc chắn sẽ rất cuồng nhiệt nên khi đặt tâm tư vào một ca khúc phân ly tạo nên một sự mất mát chia cách và xót xa mãnh liệt hơn như ở đoạn đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi tình dù chưa phai không tránh được từ ly ai biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha mỗi một câu một chữ vang lên đều như có một mũi kim đâm thẳng vào tim người nghe qua cường cảm giác của mình về tâm tư của nhân vật trong bài hát này là lưu luyến không nguôi xót xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình muối sát sao không mặn người ơi trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời hận tình không tàn trọn đời riêng mang mặc dù rất cảm xúc rất xót xa nhưng vẫn rất nhẹ nhàng len lõi vào mọi ngóc ngách trái tim mình xe xe hoa đưa em lăn ngỡ ngàng là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang ngục tối đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng đoạn cuối chính là chuyển biến khá lạ của Cường, mặc dù đau xót lắm, tiếc nuối lắm, nước mắt đau lòng không thôi, nhưng lại man mác sự xoa dịu có một chút chấp nhận, và dường như mang tình yêu cất vào lòng mình với một đoạn kết thật nhẹ nhàng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa, hôm cách biệt hai nơi, lau mắt rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người, mình chờ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau. Vâng lại là chàng trai ấy, không thể hiện đau đớn giản vặt ra bên ngoài nhưng mang hết cảm xúc vào lời ca tiếng hát có thể nói số tuổi của bài hát gấp vài lần so với số tuổi của cường nhưng nam ca sĩ trẻ lại thể hiện nó một cách thật mới mẻ và đông đầy cảm xúc bên dưới lời bình của tác giả có rất nhiều bình luận để lại rằng cảm nhận của tác giả thật tuyệt cường hát bài này đối với mình quá xuất sắc mình đã từng ngồi nghe cường hát trực tiếp rất nhiều lần với những ca khúc bolero chữ tình thất tình như này nhưng lần nào cũng chung một cảm nhận cường hát có dai dứt nhưng không thấy sự tan nát tang thương, có nỗi đau nhưng không quặn thắt tim gan. Mỗi bản nhạc đều được cường ấy xử lý dường như có màu sắc lạc quan hơn, tươi sáng hơn của một trái tim trong veo chưa từng bị thương tổn vì yêu. Nghe cường hát mà trái tim mình lại bị thổn thức, và rung rinh như những cô cậu lần đầu biết yêu vậy. Thú thật, mình hạnh phúc cả khi nghe Hồ Văn Cường hát thất tình. Bên cạnh đó nhiều khán giả khác của Hồ Văn Cường cũng nói rằng, con là con trai của gia đình xanh đọt chuối con cứ làm bất cứ điều gì con thích con cứ phát huy hết khả năng của con cứ tự tin và mạnh dạng đối đầu với thử thách sóng gió thì quay về nhà mình các ngoại các mẹ các cô chú anh chị sẽ thương yêu bảo vệ con nếu có gạch đá thì cả nhà sẽ nhặt cho con vì đã là gia đình là người nhà thì sẽ mãi là chỗ dựa là nơi ôm con vào lòng an ủi và che chở cho con hãy mạnh dạn lên chàng trai nhé điều này cho thấy khán giả không chỉ yêu tiếng hát của nam ca sĩ mà còn xem nam ca sĩ như con cháu, như người thân trong gia đình và sẵn sàng giang tay bảo vệ nam ca sĩ trên mọi phương diện. Thưa quý vị, kể từ khi live show tình phụ tử được diễn ra tại Hà Nội, giữa ca sĩ Hồ Văn Cường và danh ca Ngọc Sơn, thì sâu diễn hôm ngày 10 tháng 8 vừa rồi là gần một năm, nam ca sĩ mới trở lại Hà Nội theo yêu cầu của khán giả miền Bắc. Trong thời gian chờ Hồ Văn Cường ra Bắc biểu diễn, khán giả luôn mong muốn được thấy nam ca sĩ sẽ mang đến sự đột phá cực mạnh cho son 8 Lightstick Hà Nội. Thế là chàng trai trẻ Hồ Văn Cường, không những đột phá mà còn mang đến một làn gió mới cho khán giả miền Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng qua những cung bậc cảm xúc không thể quên. Có thể nói, mỗi người trong chúng ta sinh ra, đều là một sự sắp đặt của tạo hóa, của định mệnh. Tổ nghiệp sân khấu đã chỉ mặt đặt tên cho Hồ Văn Cường đứng trên sân khấu, đem lời ca tiếng hát mang đến niềm vui cho khán giả. Giọng hát của nam ca sĩ là bẩm sinh thiên phú, dù có là thể loại nhạc gì đi nữa, chỉ cần Hồ Văn Cường cất cao giọng hát thì sẽ thổi hồn vào bài hát và chắc chắn sẽ đốn tim người nghe. Kính thưa quý vị, nội dung bản tin về nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường vừa rồi, được kênh tóm tắt một cách trung thực nhất gửi đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết bản tin và đừng quên like, chia sẻ, để lại cảm nghĩ của mình bên dưới video giúp kênh phát triển và không quên kính chúc quý vị và các bạn mùa vu lan an lành hạnh phúc trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại